anh muốn trình bày với vợ một cái việc là như thế này. Sáng mai anh phải dậy sớm để đi quay kem xôi mất mấy ngày cơ. Hay là đêm nay vợ chiều anh được không? Nhưng mà mai anh đi quay mấy ngày cơ, cuối tuần anh mới về cơ. Chiều đi. Thế thôi một tí thôi đấy. Một tí cái gì mà một tí? Anh muốn cả đêm. Bị thần kinh à? Cả đêm thì bố ai mà chịu được? Không chịu được thì thôi. Em cảm thấy mà em không chịu được chồng của em thì em để anh đi ra khỏi nhà này luôn. Em bỏ ra sống chết mặc kệ anh. Thôi người ta chiều nhá. Chiều. Thật nhé. Thật. Thôi nằm xuống đây nào. Quá hời tí rồi giận dỗi. Nằm xuống. Nằm xuống đây nào. Gì đấy? Thì chiều, cả đêm, người ta chiều mà. Điên. Tôi bảo là ngày mai tôi đi công tác mấy ngày. Đêm nay là cô làm ơn cô chiều tôi, cô trật tự cho tôi ngủ sớm mai tôi còn đi. Thế đi chiều cái gì? À, quẩn. Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Có nghe thấy gì không? Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Em, thế bây giờ em muốn như nào? Mình chia tay nhau đi. Cái gì? Em nói cái gì? Em không thể mãi yêu một người nghèo như anh được. Em ơi! Vậy là em đã rời xa tôi. Vậy là em đã vứt hết những kỷ niệm để chạy theo những thứ xa hoa phù phiếm. Được, thù này không trả, cả đời không khá. Anh còn làm gì nữa hả anh? Chờ một tí. Anh chị gọi xe ạ. Tài xế công nghệ à? Anh chị tới đường Tô Hữu phải không ạ? Dạ.
Mời anh chị ạ. Anh muốn trình bày với vợ một cái việc như thế này. Đi. Em cái gì lại đây nhá. Em muốn như nào cho em xin ạ. Cho em xin lại ơi. Sao lại thế? sao cái gì hỏi sao cái gì chung mặt này đúng không? Em ơi, oh no, mày kéo tao rồi con này.